quà của cha. Người cha sống với cô con gái từ nhỏ. Con gái ông rất ngoan và chưa bao giờ đòi hỏi từ cha bất cứ điều gì. Để bù đắp những thiệt thòi cho con gái mình, ông làm việc liên tục chẳng kể ngày đêm để mong lo cho con đầy đủ về vật chất. Đã nhiều năm trôi qua, ông chưa bao giờ bên cạnh con trong ngày sinh nhật. Ông chỉ gửi quà tặng cho con mà ông cũng không biết con có thích món quà mình tặng hay không. Sắp đến sinh nhật 12 tuổi của con, ông nhận được một lời đề nghị từ con gái. Ba ơi, con muốn ba tặng cho con một món quà nhân ngày sinh nhật của con. Ồ, vậy con muốn ba tặng gì nào? Dạ, đó chính là thời gian. Nói xong, cô con gái cúi đầu xuống vì sợ ba la rầy. Sau một phút trầm ngâm, người cha xoa đầu cô gái và không nói câu nào. Đêm hôm đó, ông không thể ngủ được. Ông nghĩ lại khoảng thời gian nhiều năm qua, ông chưa có thời gian bên cạnh con trong những ngày đặc biệt. Ông cảm thấy mình không xứng đáng với trọng trách làm cha. Sáng hôm sau, ông đến công ty và nói với giám đốc. Thưa ông, xin phép cho tôi được nghỉ 2 ngày. Con gái cần có tôi trong thời gian này. Công việc bề bộn đang cần anh. Tại sao anh lại nghỉ trong lúc này? Nhưng đã quá lâu tôi không có thời gian dành cho con bé. Tôi sẽ thu xếp tốt công việc của mình thưa ông. Vị giám đốc không nói gì. Ông thật bực bội bước ra khỏi phòng, để lại người cha loay hoay với tờ đơn xin nghỉ phép. Tối đó, vị giám đốc về nhà với bao nhiêu bực dọc trong người. Ông mở cánh cửa nhà im ỉm, ngôi nhà bao năm một mình ông đi về, thiếu vắng tiếng cười, thiếu vắng những bữa cơm sum họp và cả những giọt nước mắt buồn vui. Ngã lưng xuống chiếc nệm, chợt ông thoáng thấy tấm hình con trai, đã lâu lắm ông không đụng vào nó. Cha, con cần có cha trong ngày con nhận bằng tốt nghiệp. Ồ, chúc mừng con, nhưng càng nhiều việc quá, cha không đến được. Và sau câu nói ấy, ông đã mãi mãi không bao giờ được gặp lại con trai mình. Ông rơi nước mắt, nghĩ đến khoảnh khắc cậu bé ra đi, vẫn không gạt tấm bằng tốt nghiệp trên tay và chạy đến công ty để tìm ông. Ông làm sếp của hàng trăm nhân viên, nhưng bổn phận làm cha của mình, ông lại không thể phèn tròn. Cũng kể từ đó, để quên đi hình ảnh cậu con trai, ông làm việc liên tục không ngơi nghỉ. Bởi khi nhớ lại, bao nỗi đau lại ùa về và ông lại dằn vặt chính bản thân mình. Đặt tấm hình con trai lên bàn, nhớ lại hình ảnh người nhân viên của mình lúc sáng nộp đơn xin nghỉ phép. Ông nhấc điện thoại lên và gọi. Tôi duyệt đơn cho anh nghỉ phép. Anh hãy dành thời gian nhiều hơn cho con gái của mình nhé. Ngày sinh nhật 12 tuổi của con gái, người cha đã dành hết thời gian để đưa con gái đi chơi, cùng con nấu những bữa ăn thật ngon và cùng con làm mọi công việc nhà. Bên con, ông cảm thấy mình như trẻ lại. Bây giờ con có muốn cha tặng quà gì cho con nữa không con gái? Ông hỏi con. Suy nghĩ một lúc, con gái trả lời. Đây là món quà cuối nhất cha dành cho con rồi. Và bây giờ con nghĩ cha cũng cần thời gian dành cho bản thân mình. Trong bộn bề của cuộc sống, ta hãy dành thời gian bên cạnh những người thương yêu của mình. Bởi đó sẽ là những khoảnh khắc đẹp nhất mà có khi suốt cả cuộc đời ta không bao giờ có lại được.